Chiều ngày 11 tháng 2, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Vũ Liên Oanh, giám đốc sở làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất tại huyện Đông Triều về công tác dạy và học trong những ngày học đầu tiên của năm mới giáp ngọ. Đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng và trực tiếp dự giờ tham lớp tại hai trường, Trung học cơ sở Yên Thọ và Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh. Tại trường Trung cơ sở Yên Thọ, đoàn đã kiểm tra công tác quản lý của nhà trường và dự giờ môn vật lý tại trường Trung cơ sở Nguyễn Đức Cảnh sau khi dâng hương tưởng niệm tại tượng đài lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quản lý của hiệu trưởng và dự giờ đột xuất 4 tiết dạy các bộ môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Sau khi kiểm tra, các chuyên viên của sở đã trực tiếp đóng góp ý kiến cho các tiết dạy và công tác quản lý của ban giám hiệu. Kết luận kiểm tra, đồng chí giám đốc sở đánh giá cao chất lượng các hoạt động của giáo dục của nhà trường, công tác xây dựng cơ sở vật chất và bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của đội ngũ trong thời gian qua. Đặc biệt về ý thức của cán bộ giáo viên trong việc thực hiện nề nếp làm việc, giảng dạy, đảm bảo nghiêm túc các quy chế chuyên môn, ý thức đổi mới trong quản lý và dạy học có chất lượng. Bên cạnh đó, đoàn cũng đưa ra những nhận xét, góp ý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục toàn diện của nhà trường.